Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Jesu Kitô. Chương trình Thế giới nhìn từ Vatican xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Kim Thúy xin cảm ơn quý vị và anh chị em theo dõi chương trình này và đây là bản tường trình đặc biệt của chúng tôi. Trung Quanh tuyên bố cho rằng Đức Hồng Y Edo chống lại Đức Giáo Hoàng Francisco. Tuyên bố của Tổng giáo phận Budapest. Hiện nay trên thế giới, Hoa Kỳ là quốc gia hàng đầu có các thánh lễ theo hình thức tiền công đồng với hơn 657 trung tâm cử hành thánh lễ Latin truyền thống. Kế đó là Pháp với 199 trung tâm. Hung Gia Lợi hay còn gọi là Hungary cũng có hàng trăm trung tâm tập trung tại thủ đô Budapest. Hôm thứ Hai 19 tháng 7, 3 ngày sau khi Đức Thánh Cha Francisco công bố tự sắc Traditionis Custodes, một tuyên bố được cho là của Đức Hồng Y Peter Edo, Tổng Giám mục Esztergom Budapest và là giáo chủ công giáo Hung Gia Lợi, với những lời lẽ cứng rắn chống lại Đức Thánh Cha Francisco đã được loan truyền rộng rãi trên các mạng xã hội và cả các phương tiện truyền thông chính mạch. Tổng giáo phận Esztergom Budapest cho biết tuyên bố này là ngụy tạo, sai sự thật. Dưới đây là toàn văn tuyên bố của Tổng giáo phận Esztergom Budapest. Tuyên bố bằng tiếng Anh liên quan đến tự sắc mới do Đức Giáo Hoàng ban hành về việc sử dụng phụng vụ Roma trước cải cách năm 1970 và được cho là do Đức Hồng Y Peter Edo đã được phổ biến rộng rãi trên các phương tiện truyền thông xã hội vào đầu ngày hôm nay, thứ Hai 19 tháng 7 là hoàn toàn ngụy tạo. Đức Hồng Y Edo đã không đưa ra bất kỳ tuyên bố nào về chủ đề này. Tổng giáo phận sẽ hành động theo các chỉ dẫn cụ thể được nêu trong văn kiện của Đức Giáo Hoàng. Vì vậy, chúng tôi coi tuyên bố nêu trên là tin giả và là một nỗ lực ác ý nhằm gieo rắc sự hoang mang trong lòng các tín hữu. Sáng sớm thứ Hai ngày 19 tháng 7, theo giờ Đông Bộ Hoa Kỳ, tức là vào buổi tối ngày thứ Hai theo giờ Việt Nam, một decretum, tức là một tuyên cáo, được cho là do Đức Hồng Y Peter Edo, Tổng giám mục Esztergom Budapest và giáo chủ công giáo Hung Gia Lợi đưa ra, bắt đầu lan truyền mạnh trên các phương tiện truyền thông xã hội. Tuy nhiên, vị Hồng Y người Hung Gia Lợi đã không đưa ra một tuyên bố hay một tuyên cáo nào phản đối tự sắc Traditionis Custodes của Đức Thánh Cha Francisco. Theo tuyên cáo giả này, Đức Hồng Y về cơ bản đã tuyên bố rằng giáo hội công giáo ở Hung Gia Lợi phản đối tự sắc mới của Đức Giáo Hoàng Francisco và tiếp tục tuân giữ các quy tắc liên quan đến thánh lễ Latin truyền thống được nêu trong tự sắc Summarum Pontificum của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16. Tuyên cáo giả này hiện đã bị xóa, được cho là bắt nguồn từ mạng xã hội Reddit. Điều chế trêu là Reddit được xem là một trong những nơi để fact-check, tức là để kiểm tra xem một bản tin có phải là tin giả hay không. Uy tín của Reddit đã khiến tin giả này được tweet lại hàng loạt, ngay cả trong số những người dùng Twitter công giáo nổi tiếng. Tuyên bố được cho là do giáo chủ Hung Gia Lợi đưa ra được viết rất tài tình như sau. Theo một bức thư ban cấp đặc ân từ Tòa Thánh vào năm 1347, giáo chủ Hung Gia Lợi có một đặc quyền, và đặc quyền này chưa bao giờ bị bãi bỏ. Thư của Tòa Thánh nói rằng, giáo chủ được tự do quyết định về các vấn đề phụng vụ trong lãnh thổ của Hung Gia Lợi và cả trên toàn bộ người Hung Gia Lợi. Tự sắc ngày 16 tháng 7 năm 2021 không đề cập đến bất kỳ giới hạn nào của đặc quyền nói trên. Điều này cho tôi quyền, theo các quy tắc chung của Bộ Giáo luật, để điều hòa các vấn đề về hình thức ngoại thường của thánh lễ, theo quyết định riêng của tôi. Qua bản tuyên cáo này, tôi tuyên bố rằng nhờ đặc quyền được trao cho chức vụ của tôi, tôi sẽ tiếp tục điều hòa việc cử hành phụng vụ Tridentino trên cơ sở thông lệ như đã từng xảy ra từ năm 2007, như được đưa ra trong tự sắc Summarum Pontificum. Edward Hasburg, đại sứ Hung Gia Lợi cạnh Tòa Thánh và là một người công giáo thân cận với Đức Hồng Y Edo, đã tweet như sau. Văn bản lưu hành trên Internet được cho là của Đức Hồng Y Edo về một đặc quyền phụng vụ năm 1347 là 100% giả mạo. Xin đừng tin vào các văn bản bắt nguồn từ Reddit. Kể từ sau tweet của đại sứ Habsburg, một số người dùng Twitter đã xóa đi tuyên bố sai sự thật. Tóm
tóm lược những lý do của tự sắc Traditionis Custodis. Đức Thánh Cha Francisco đã ban hành những hạn chế sâu rộng đối với việc cử hành thánh lễ Latin truyền thống, đảo ngược các sắc lệnh trước đây của các vị tiền nhiệm liên quan đến các hình thức thánh lễ được cử hành trước khi có những cải cách phụng vụ của Thánh giáo hoàng Phaolô Đệ Lục vào năm 1970 và thúc giục việc quay trở lại ngay với hình thức phụng vụ được thành lập sau Công đồng Vatican II. Những người ủng hộ thánh lễ Latin đã bày tỏ những lo lắng trước tự sắc mới của Đức giáo hoàng, nói rằng tài liệu này sẽ nhanh chóng kìm hãm một cách khắc nghiệt và vô cớ với việc cử hành phụng vụ thánh. Trong một tông thư dưới dạng tự sắc có tựa đề Traditionis Custodis, nghĩa là những người bảo vệ truyền thống, được ký vào ngày 16 tháng 7, ngày lễ Đức Mẹ núi Cát Minh, Đức giáo hoàng đã đưa ra quyết định quyết liệt ngay lập tức bác bỏ tự sắc Summorum Pontificum năm 2007 của Đức Benedicto thứ 16 và tự sắc Ecclesia Dei của Thánh giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị năm 1988. Những tự sắc này được các vị tiền nhiệm của ngài đưa ra nhằm cho phép hình thức thánh thể được cử hành trước năm 1970. Một trong những yếu tố quan trọng trong tự sắc Summorum Pontificum của Đức Benedicto là khẳng định rằng sách lễ Roma do Đức Gioan 23 ban hành năm 1962 không bao giờ bị bãi bỏ như một hình thức ngoại thường của phụng vụ giáo hội. Hệ quả là tự sắc của Đức Benedicto cho phép bất kỳ nhóm giáo dân ổn định nào có thể yêu cầu một linh mục cử hành hình thức thánh lễ này, còn được gọi là hình thức ngoại thường của nghi thức Roma, mà không cần sự cho phép của tòa thánh hoặc từ đấng bản quyền địa phương. Nhưng theo tự sắc mới của Đức Francisco, giám mục giáo phận có thẩm quyền hoàn toàn trong việc cho phép sử dụng thánh lễ Roma năm 1962 trong giáo phận của ngài, theo hướng dẫn của tòa thánh. Giám mục cũng sẽ được trao những quyền hạn sâu rộng khác, bao gồm việc cấp phép cho các linh mục mới chịu chức muốn cử hành thánh lễ Latin truyền thống và cả những linh mục đã từng cử hành hình thức thánh lễ này. Đồng thời, ngài cũng chấm dứt quyền của các nhóm giáo dân yêu cầu hình thức thánh lễ này trong các nhà thờ giáo xứ. Đức Francisco cho biết ngài thực hiện những thay đổi này sau khi đã xem xét cẩn thận kết quả của một cuộc khảo sát 9 điểm do Bộ Giáo lý Đức Tin gửi cho các giám mục vào năm ngoái để đánh giá việc thực hiện tự sắc Summorum Pontificum của Đức Benedicto dưới ánh sáng của kinh nghiệm đã trưởng thành trong nhiều năm. Các câu trả lời tiết lộ một tình huống khiến tôi bận tâm và buồn phiền, đồng thời thuyết phục tôi về sự cần thiết phải can thiệp. Đức Thánh Cha viết trong một lá thư kèm theo gửi cho các giám mục được công bố hôm thứ Sáu. Thật đáng tiếc, mục tiêu mục vụ của những người tiền nhiệm của tôi, những người đã có ý định làm mọi thứ có thể để bảo đảm rằng tất cả những người thực sự có ước muốn hiệp nhất sẽ thấy có thể duy trì sự hiệp nhất này hoặc tái khám phá nó, lại thường xuyên bị coi thường. Ngài nói thêm rằng, những nỗ lực của Thánh giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị và Đức Benedicto thứ 16 để khôi phục sự hợp nhất sau khi huynh đoàn Thánh Pio X ly khai khỏi Roma năm 1988 vì những cải cách về giáo lý và phụng vụ theo sau Công đồng Vatican II đã được khai thác để mở rộng những lỗ hổng, củng cố sự khác biệt và khuyến khích những bất đồng gây tổn hại cho giáo hội, cản trở con đường của giáo hội và khiến giáo hội gặp nguy cơ chia rẽ. Từ trong đáy tim âm thầm lời cầu xin Chúa.
Chúa tựa như nén hương lan trầm, hồn con bay vút về nơi nhan Chúa nương thân, và uống no say tình yêu nồng ấm. Từ khi con biết tình yêu Chúa ban cao vời, và từ khi biết đời con Chúa luôn an bài, hồn con sẽ mãi cầu xin tha thiết danh Ngài. Cùng Chúa con không lo chi đường dài, bàn tay con nâng lên cao, dâng Chúa hết những ý nghĩ, dâng Chúa chót pháp thân con. Tương lai con dài Chúa dắt con đi, sợ gì những nỗi gian nguy. Đời con qua như mây bay, con tiến trong con, nghe lời Chúa ru trong hồn.
Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình, thân quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo. Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về địa chỉ tv@vietcatholic.net. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.